Xin chào quý khách hàng, hôm nay mới về được một ít phụ kiện đồ Nutrix chính hãng nha mọi người. Đây là cái rắc cái Speedcon. Cái rắc này thì mình sẽ lắp phía sau cái loa nha mọi người. Đây mới là đồ Nutrix chính hãng này nha mọi người. Chứ không phải cầm cái nào lên thì cũng Nutrix đâu nha, không phải đâu nha. Đây, Nutrix. Bên em là đại lý ủy quyền của Nutrix mà mọi người. Gần như là các cái full mã của Nutrix là em có đủ ha. Mã hàng sẽ là NL4MBXX. Cái này là nó sẽ khắc lên thân luôn nha mọi người, không có cạo ra được đâu nha. Thì con này nó sẽ có là 4 chân, 1 cộng 1 trừ, 2 cộng 2 trừ. Cái này mà hàng vô cái bo của thằng Tâm là bá cháy luôn ha mọi người ha. Cái này bên em vừa bán lẻ, vừa bán sỉ, vừa bán chẵn, vừa bán lô, vừa bán trục, vừa bán cái. Có nghĩa là mua bao nhiêu thì bên em sẽ bán bấy nhiêu. Những anh em, một số anh em cũng bán lẻ lại, cũng lấy bên em số lượng một lần vài chục cái thì bên em cũng sẽ để giá nó sẽ rất là tốt ha mọi người ha. Thành ra em không có tiện báo lên đây, mọi người thông cảm giùm em nha. Mua một cái em cũng bán mà mua nửa cái em cũng bán luôn ha. Rồi, một cái mã như vậy, số lượng nó về thì không có nhiều, nó chỉ có 400 cái thôi. Mọi người thấy một thùng như vậy là 100 cái nè. Thì như đây là đủ đủ lắp mấy cái loa bi audio ha mọi người ha, như đây là đủ chơi rồi. Tiếp theo là cái gì? À là cái bo. Cái bo này thì bên em đã giới thiệu rất là nhiều lần rồi ha mọi người ha. Cái này em thiết kế riêng cho bên em. Này bán lẻ luôn, chơi luôn, 25 ngàn cái đó, một cộng link với hai cộng. Tiếp theo sẽ là một số mã của Nutrix và giá hiện tại bây giờ đó mọi người. Cái cách đóng gói nó có thay đổi một chút xíu nha. Em sẽ cập nhật cho mọi người xem luôn. Như con này là còn nguyên siêu nè mọi người thấy không? Nguyên siêu nè, thấy chưa? Em mới cắt ra tức thì đó. Thì con này là con gì đây? Đây. Con này sẽ là NB2X gạch B. NB2RX gạch B, tức là giắc cong, giắc 6 ly màu đen. Mọi người thấy nè ha, đèn Nutrix xịn là nó như vậy ha. Ngày trước á, nó là Make in Liechtenstein, còn đợt này nó là Design in Liechtenstein. Nó sẽ có tùy mã hàng nha mọi người. Một có mã là sẽ là Design, còn có mã sẽ là Made in ha. Em sẽ lấy một cái mã Made in cho mọi người xem. Ví dụ như cái mã này đi. Đây, mã này sẽ là cái đầu cái, mọi người thấy chưa? NC3FXX. Đầu cái ha. Ở đây nó là Made in Liechtenstein ha. Một cái á, nói chung là tùy cái mã hàng em cũng bị loạn cào cào với nó luôn. Tại vì cái đợt sau từ đợt dịch tới bây giờ nó đổi bên 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 hãng á, nó đổi cái kiểu đóng gói, thành ra em cũng bị loạn cào cào với nó. Có mã đó thì nó sẽ là design, tức là được thiết kế, còn một cái mã thì lại là made in, là cái ý thứ nhất ha. Cái ý thứ hai mọi người thấy nè, để em lấy cái rắc đầu đực cho mọi người xem. Đây, một cái đầu đực, một cái đầu cái mà nó cũng khác nhau nữa nha mọi người. Cái đầu đực với cái đầu cái, mọi người thấy cái đầu đực sẽ là Made in nè, thấy chưa? Made in Liechtenstein. Con này Made in Liechtenstein. Có cái nó sẽ là design, để em sẽ lấy một cái mã hàng khác cho mọi người cùng xem ha. Chứ không phải là cái nào nó cũng như cái nào nha mọi người. Thành ra nhiều khi mình phải giới thiệu, mình phải chia sẻ thông tin cho nó đúng. Để nhiều khi khách hàng người ta không hiểu cái người ta loạn cào cào lên. Đây mọi người thấy không? Cùng là một cái mã. À, xin lỗi, đây là mã đầu đực chứ, đây là mã đầu đực. Đây, cùng là hai cái mã đầu đực, nhưng mà một cái là design, một cái là made in, thấy chưa? Đầu đực ha, như nhau à, bên trong y chang, nó chỉ khác nhau cái bọc, một cái là made, một cái là design. Thành ra em để lên đây cho mọi người cùng biết và mình để ý ha, để nhiều khi mình nghi ngờ chỗ này chỗ kia nó bán hàng giả hàng nhái thì nó cũng kỳ. Tiếp theo sẽ là cái thằng đầu cái, mọi người để ý nè, để em tuốt ra một cái cho mọi người xem. Cái thằng đầu cái á thì nó sẽ có cái nhựa của nó nè, nó sẽ có cái logo Nutrix, mọi người thấy không? Nè, thấy chưa? Đầu cái nè, đó. Mình nhìn là mình biết đầu thật rồi đúng không? Nhưng cái thằng đầu đực là nó không có đâu nha mọi người. Đây em sẽ mở một cái đầu đực nè. Em sẽ mở một cái đầu đực đây. Đầu đực cho mọi người xem nè. Đây là cái đầu đực nè. Nó không hề có cái logo của cái thằng Nutrix. Đây, mọi người thấy sự khác nhau chưa? Mặc dù nó là đều là Nutrix xịn hết á ha. Đây nè, mình nhìn là mình biết đồ xịn rồi đúng không? Mọi người xem các cái sản phẩm Nutrix bên kênh em là mọi người đều biết, bên em là đại lý ủy quyền của họ mà. Đó. Thành ra nó sẽ có một cái số điểm em vừa mới chia sẻ cho mọi người đó. Thì để mình để ý ha. Rồi, video em chỉ chia sẻ nhanh gọn như vậy thôi, bởi vì số lượng nó rất là nhiều. Đây, em lia cho mọi người xem nè. Số lượng nó nhiều lắm nhưng mà em không có tiện quay hết ở đây đâu ha. Như cái đây là mỗi một thùng sẽ là 100 cái nè. Đây cũng sẽ là một thùng 100 cái. Bên em là đại lý mà, làm gì có chuyện hết hàng đúng không mọi người? Thì mỗi video em chỉ sẽ chia sẻ một vài mã thôi, để cho cái video nó đỡ, nó gọi là nó đỡ dại ngoằng ra,
xem thì cũng phát mệt đúng không mọi người. Như đây nó sẽ có là được cái nè, đó, một cái là một loại making little stand, một cái là design này, mọi người thấy chưa? Đó. Nhìn thấy rõ này đúng không? Để em zoom em lấy nét lại cho mọi người xem nè. Đây. Thấy chưa? Cái này là make nè, còn cái này là design nè, thấy chưa? Đó, thành ra nhiều khi mình mua hàng mà mình xem những cái video cũ á, rồi mình chưa cập nhật cái video mới á, thì nhiều khi mình sẽ bị loạn cào cào ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã chia sẻ và xem qua video clip này. Thấy hay thì cho em một like nha.